Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Light Finance. Quý vị và các bạn thân mến, cần bao nhiêu tiền để bắt đầu day trading? Đây có lẽ là một câu hỏi rất nhiều bạn trader sẽ thắc mắc. Day trading không phải là chuyện đơn giản, như việc chỉ cần mở tài khoản 500 đô là có thể kiếm ra được 500.000 đô trong vòng một tháng. Nhưng đây không phải là sự thật. Trong video này thì tôi muốn chia sẻ một cách thực tế về số vốn bạn nên có để có thể bắt đầu day trading. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về day trading là gì. Day trading là một công việc kinh doanh, nó không phải là một sở thích, cũng không phải là một hình thức cờ bạc. Trong thị trường Forex thì day trading cần có nhiều kiến thức và một mức vốn để khởi nghiệp, giống như là các startup khác cũng cần được phát triển từ từ. Đối với trader mới thì các bạn nên mở tài khoản ở mức vốn tối thiểu từ 4.000 đô hoặc 5.000 đô. Đây được xem là một tài khoản nhỏ. Lưu ý, đối với tài khoản nhỏ bạn không nên có tư tưởng sẽ được lợi nhuận nhiều hơn gấp 3, gấp 4 lần tài khoản của mình. Mà hãy xem, đây là tài khoản khởi điểm, bạn nên chú trọng theo hướng học hỏi và quan sát thị trường. Điều số 2, sự khác nhau giữa kiếm lợi nhuận và học cách trade là hai mục tiêu cách biệt nhau. Mặc dù có những trader dày dặn kinh nghiệm có thể vừa kiếm lợi nhuận từ thị trường, vừa học hỏi thứ gì đó mỗi ngày, nhưng điều này đối với một trader mới thì không thể hoặc là không dễ dàng. Sẽ có nhiều trader thắc mắc cần bao nhiêu vốn để bắt đầu kiếm được 100 đô trên một ngày, rồi số tiền tối thiểu mà họ cần để bắt đầu day trading là bao nhiêu. Theo tôi thì đây là những câu hỏi các bạn đặt ra hầu hết đều tập trung cho việc kiếm lợi nhuận, chứ không tập trung vào cách bắt đầu học hỏi với tư cách là một new buy trader. Đó là lý do mà các bạn nên đối xử với số vốn 4.000 đến 5.000 đô kia như là học phí cho thị trường này, cũng như là bạn đi học cũng phải đóng học phí. Bạn sẽ tập trung vào kiến thức trước và có thể sử dụng được kiến thức sau khi bạn tốt nghiệp. Cho nên đối với trader mới thì sau khi học hỏi nhiều kiến thức bổ ích cộng với quá trình dung nạp kinh nghiệm thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ cao hơn. Điều số 3, mục tiêu của day trading. Với tài khoản nhỏ đầu tiên, mục tiêu chính đối với các trader mới đang sử dụng tài khoản từ 6 tháng đến 1 năm, đầu tiên là nên học hành động giá và thu thập số giờ thực hiện. Khuyến khích các bạn nên sử dụng tài khoản để mua trước. Sau vài tháng thì các bạn có thể bắt đầu và có thể nạp tiền vào tài khoản và mua bán các vị thế nhỏ. Đối với các trader mới bắt đầu nên tiếp xúc thị trường bán thời gian từ 10h30 đến 11 giờ sáng. Có thể sẽ mất tất cả năm để bạn có thể đủ bản lĩnh tấn công mạnh hơn vào thị trường này. Nhưng đổi lại thì bạn hiểu được hành động giá, hiểu được kiểu tin tức nào thời sự quan trọng đối với mình, sau đó kiếm lợi nhuận từ từ. Có thể bạn chỉ có 4.000 đô để bắt đầu, nhưng bạn cũng có thể chọn một broker cho phép tối thiểu mức giá này, nhưng phải đảm bảo rằng họ có thể cung cấp đầy đủ dữ liệu trong giao dịch. Còn với những bạn có thu nhập tốt thì có thể bắt đầu với một tài khoản với số vốn nhiều hơn. Những trader có kinh nghiệm từ 5 đến 10 năm, họ đã quá rành về việc set up cho mình cách học trade và cách đọc hành động giá. Là một day trader chỉ mới kinh nghiệm vài tuần hoặc vài tháng, việc bắt chước ngay theo thành công của một pro trader là hoàn toàn bất khả thi. Cảm ơn các bạn đã chú ý và lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video sau. Xin chào!